Trong phim hoạt hình, theo như những gì mà Pegasus nói thì Jesse Anderson là một trong 5 bài thủ giỏi nhất mà Pegasus từng biết. Những người còn lại chính là Yugi, Kaiba, Yoa và Astrophonic. Bộ bài Crystal Beast là một bộ bài đặc biệt, có vẻ chúng được chế tạo từ những viên đá quý thật sự chứ không phải là từ giấy bìa cứng. Mỗi viên ngọc đều có một linh hồn sống trong đó, tất cả đều tự nguyện chọn Jesse làm chủ nhân của chúng. Rainbow Dragon được chế tạo từ phiến đá cổ nơi mà những viên ngọc tạo thành Crystal Beast được khảm lên. Pegasus đã phải tốn rất nhiều công sức và tiền của để tìm kiếm và cho khai quật phiến đá đó một cách cẩn thận, mang về chế tạo thành một lá bài nhỏ xíu. Dựa vào những chi tiết đó, mình xin tuyên bố rằng những lá bài giấy mà tập đoàn Konami đang phát hành hiện giờ đều là hàng pha kè, tuổi gì sánh vai được với những lá bài được làm bằng ngọc, bằng đá, bằng sức mạnh bóng tối mà tập đoàn Industrial Illusion đã chế tạo ra. Nếu bạn buồn vì bộ bài Crystal Beast của tập đoàn E2 không chọn bạn thì đừng lo, Crystal Beast của M2 Deal Store sẽ chọn bạn chỉ việc chọn giữa ship code hay là chuyển khoản mà thôi.